không dựa vào sự vô thức của nó, mà tôi dựa vào áp lực nhóm. Vậy thì tôi vào trong phòng ký túc xá là con sinh viên. Cái con mà tôi nhắm ấy, là con số 4, ngồi ở góc trong cùng, vì giường tầng là 2 giường tầng. Thì tôi sẽ mua một giỏ quà rất là to, xoài, ổi, cóc dứa, một bình. Tôi để ra giường số 1 ấy. Dạ, con mời các mẹ ra đây, các mẹ ăn cái con này. Các mẹ ăn xong là bắt đầu các mẹ bắt đầu dồn cái con bò tôi, là con tôi nhắm tới. Mày ngu, tao nói thật, mày không lấy thường dương thì mày ngu quá. Thằng này tuyệt vời. Tao tạo áp lực nhóm có kia trước sau phải yêu tôi, tao không cần đánh đâu. Đấy là cách thứ 3. Tao sẽ bắt mày ói tiền ra. Còn đàn bà không có tiền thì ói cái thằng đàn ông cần ra. Thế nhỉ? Người ta hành động đầy chủ ý. Đằng này kinh nghiệm không có, bài học không có, được có bài nói hoài. Bây giờ cho à? Giờ cho phải có bài nhé. Vậy thì tôi sẽ dạy chốt sale bằng các thủ đoạn tạo áp lực nhỏ mà tôi là thật thầy mà học xong các bạn áp dụng thành công, các bạn ca ngợi tôi. Nhưng bản chất tôi là thằng mất dạy, cho nên là chốt bằng áp lực, chốt bằng tận dụng sự nhẹ dạ. Vì kẻ nuôi chó không biết gì về con chó, thằng này nó ca ngợi chó thành thiên thần mua liền. Và chốt bằng sự lây lan đều thành công hết, nhưng trong ngắn hạn. Và đó là thằng dạy mất dạy, chắc chắn tôi không dạy được đó. Mày lớn đầu mà cho con đi học kỹ năng ngu như con chó. Ok, thế thì nó không đơn giản thế. Mà cái thằng dạy toán là thằng 20-30 tuổi, bằng đại học chưa có. Anh ấy nó muốn mẹ nghe đó, toàn đẩy con tiến sĩ, ngu dữ lận. Bởi vì bản chất vấn đề là nó dựa trên cái bản chất con người nó chiến lược như thế này. Cho nên con đàn bà con thì chết bằng lây lan. Thấy nó có bồ mình cũng có bồ. Tôi lấy thằng nào cho nó xong để ông bà già khỏi chửi, mày chết nhạc rồi. Còn đa số là chết vì ám thị tình tướng à, nông nổi giếng khơi, đó là bản chất đàn ông. Trông nó hời hợt, trông nó ngu như con chó, nó sâu hơn bạn là mày. Và chết thứ ba là vì áp lực nhóm. Mình còn đang rèn giữ thế này, tầm 10 con nó xuống rồi. Mày mà không lấy con này, thằng này mày ngu. Bây giờ bạn có tin một thằng sắp cưới mà tôi nhảy ở tôi phá rồi. Và tôi là tác nhân áp lực nhóm. Tôi bảo tao nói thật với mày, tao không hiểu mày là thế nào mà mày cưới con rồi. Con ấy cặp bồ thì được, con ấy làm vợ ông. Cái gì à, tao xỉa cho hai câu là vợ đám cưới. Vì mày bị áp lực nhóm này con ơi. Vậy thì chốt hay không chốt là nào cho nó. Cái chị định học kiểu gì đây? Cái định chốt đàn bà bằng phương pháp nào đấy? Cũng đòi đi dạy chốt. Cái cơ sở lý thuyết của chốt là quan trọng nhất. Phần quan trọng nhất là phần hình. Phải chứ à? Sau đó mày lựa xong thì tối đa một năm sau là bỏ nhau. Vì nó không dựa trên cái nền tảng bản chất ấy. Phải chứ à? Một quyết định dựa trên hoàn toàn phần con. Bốn yếu tố mà tôi chuẩn bị nói, yếu tố 4 này đều là phần con, chỉ có một yếu tố các bạn ra quyết định mua hàng là phần người thôi. Vậy thì tí nữa tao sẽ chốt sale dựa trên phần con, có lúc thì tao dựa trên phần người. Và nếu muốn rời hạn thì hãy chốt trên phần người, thì người ta bị thuyết phục, người ta sẽ mua hàng mãi mãi của bạn. Còn mày chốt trên phần con, mày ăn được quả đó, sau đó hất mày xuống đời. 100% đàn bà ra quyết định lấy chồng là dựa trên 4 cái nền tảng. Thấy chưa? Rất ít con lấy chồng dựa trên nền tảng số 5, cho nên không tồn tại được. Không thằng chuyên gia tâm lý họ phân tích được, toàn nói lý tính. Có phải yêu không? Mày ham mê cái gì đó, mày dựa vào cái gì đó, mà lúc yêu nó nổ trong một hồi, mày tưởng mày vớ vẩn à? Mày ngu như con bò không? Vừa vần. Mày số lớp im lặng như thế này. Đang liên hệ bản thân. Sao giống tao thế? Mày lấy vợ dựa trên cái gì trong ba cái này? Mày đừng nói cái số 4 và số 5 nhé. Cái loại mày là không làm số 4 số 5 rồi. Mày lấy vợ bởi con vợ mày nó đưa mày vào cái thế nhẹ dạng. Hay mày do mày lây lan xung quanh có vợ hết rồi thì mày lấy. Hay là mày bị áp lực của thằng chú, thằng anh, thằng bác và thằng bố. Nhẹ dạ. Bây giờ sau cái hôm mày đưa vợ mày đi học, mày hồ hởi, mày tỏ ra mày lừa đảo cả thầy. Mày đã nhẹ dạ, mày lấy, mày bị sai lầm rồi, sau mày cứ tỏ ra hồ hởi.
mày có định lấy lại không? Mày có định lấy lại không? Chốt lại không? Không chốt được nữa? Hay là do không muốn? Không muốn lý do sao? Vì chốt nữa là cũng thế rồi đó. Ha? Bằng cái phân tích vừa rồi, mày nhìn cái cặp ngồi cùng bàn mày, cái thằng kia nó chốt con kia làm vợ, thì mày nhìn thoạt bằng cảm xúc mày thấy thằng ấy ra quyết định do cái nào, ba cái này mà nó chốt con kia, họ vẫn đem lại sức mạnh cho nó nếu bị phân dục, còn không chỉ là sức mạnh tiềm ẩn nữa. Nhớ nhé, không biến thành hành vi mai lại bắt đầu khi nó ngồi trong đó thì trả lời tin nhắn của trai thì nhiều, mày ngu rồi. Hãy thân yêu cái sắc mình thì người ta mới yêu mình, mày tôn trọng mày người ta mới tôn trọng mày, mày đã nhớ được rồi. Mù như chó cứ suốt ngày bỏ bài học, nó đi nó học xong nó ấn thân nó rồi bắt đầu nó xỉa cho mấy câu là lúc nó thư giãn rồi bắt đầu nó lấy nhà mình làm vật thư giãn. Không thằng đàn ông nào cho vợ đi nhậu nhưng suốt ngày rủ gái đi nhậu, thế là đi nhậu trên bàn nó tâm bốc tưởng mấy ngon lắm, xong rồi nó rủ vợ mới đi, không bao giờ nó cho vợ đi, thế nó rủ vợ khác đi. Toàn những con giám đốc, cái thằng giám đốc ngồi tinh tướng ở trong não còn non lắm con ạ, à, trẻ trâu lắm con ạ, à, khệch kha khệch khăng. Cho nên cái chốt không phải là dạy những thủ đoạn chốt, thủ đoạn ấy dựa trên nền tảng là tận dụng nhẹ dạ, hay thủ đoạn ấy dựa trên nền tảng lây lan, thì các bạn đọc sách các bạn phải chú ý nhé. Vì mỗi cái thằng viết sách nó có cơ sở lý thuyết của nó. Đi học chợ Bến Thành, chợ Bến Thành toàn chốt từ 1 đến 4 thôi chứ không bao giờ có thứ 5 đâu. Mà khách bây giờ vấn đề của nó là phải giữ bằng được chứ không phải bán xong là xong, nhớ điều đó đúng không? Bây giờ con người nó bị cái thứ 5, à cái thứ 4, đó là bắt chước. Tất cả nó có một thuộc tính chung là làm theo ý chí người khác. Khi làm theo ý chí người khác, cả bốn thủ đoạn này đều có đặc trưng đó, thì người ta gọi là hội chứng đám đông. Tất cả những thằng nói hội chứng đám đông không hiểu một tí nào hội chứng đám đông cả, nhưng cứ thích nói thôi. Hội chứng đám đông có bốn dạng nhưng đều là đám đông. Một đám đông nó xỉa vào, một cái là nhẹ dạ với đám đông, một cái là không suy xét với đám đông, một cái là ý chí rất mạnh nhưng rồi cuối cùng đi bắt chước đám đông, chứ không phải đám đông là cùng một dạng. Và bốn dạng nó xả ra bốn kiểu bài giảng chút xem. Tí nữa nhiệm vụ của tôi phải chọn lấy một bài giảng chút xem, ok, thì mới đáng học chứ. Và cái phần đáng học nhất thì không học, chỉ ngồi đợi đến cố ngày mai xem thằng này nó dạy thủ đoạn gì. Đó là phần không bao giờ các bạn thành công. Các bạn phải hiểu bằng được thì tay chân mới hành động được, hiểu chưa? Bắt chước là hành vi có ý thức, các bạn này. Nhưng các bạn đặc biệt chú ý, chỉ có một cái là vô thức thôi. Nhưng rất tiếc, ý thức của các bạn không đủ mạnh. Yếu nhất là nhẹ dạ, mà yếu tận cùng của yếu là lây lan. Yếu hơi hơi là áp lực nhóm, không chống đỡ được với ý kiến của thằng bố, nó là học giỏi. Và bắt chước là một dạng có ý thức, là mạnh hơn cả so với bốn nhưng vẫn yếu hơn kẻ đối diện. Và kẻ chốt sale nó biết là mày không chuyên nghiệp, cho nên tao dùng chuyên nghiệp, tao sẽ bắt mày theo ý chí của tao. Và đấy là bốn thủ đoạn mà các nhà chính trị đã tận dụng. Tở cái thói đàn bà ra định luộc cả thằng Lê thằng Dương, sao mày ngu dữ, mày biết tạo bài. Cho nên là mấy con đàn bà nó đi nó hạ ba cái thằng bán cá thì được. Mà nó gặp đàn ông nào nó nghĩ là tao mà vào là mày chết, tao đưa cái vũ ra là mày chết, nó ngu kinh. Tùy thằng nha, đọc vị người khác tốt một tí, ý chí nó mạnh hơn mày nhiều. Danh con mới lớn vừa vả vừa vẩn. Bắt chước là hành vi có ý thức các chị ạ, nhưng yếu hơn người khác, cho nên nó nảy sinh ra hiện tượng mà các cụ hay nói là a dua. Các bạn ạ, bản lĩnh mày thật lắm, tí nữa phải luyện cho đến khi nào làm bằng ý chí của mình thì mình thoát được bốn cái vùng này. Và khi nó thấy bạn không thoát được thì doanh số nó bán nó vẫn tăng ào ào, xong mày mang cái hàng về mày chất đầy nhà nhà mày.
các bạn ạ. Và nó làm cho 2600 thằng cùng đi lừa với nó, chứ không phải mình nó. Các bạn đã nhớ được không? Vì chính những thằng đó bị một trong những cái này, toàn nào ớ vẩn đấy, trẻ trâu không à? Ok. Azure, nhất là bọn nhà quê lên thành phố, ở Bắc nó gọi là đú. Các bạn ạ. Voi đú chuột chù nhảy tỉu, voi thì nhảy đầm thế nào được, là người như con voi thế mà cũng nhảy và nhảy đầm. Thành ra cảnh cộng ở chỗ này. Cho nên là bạn lấy vợ thì tốt nhất lấy vợ ở nông thôn để cho nó thuần. Đấy là những thằng ngu xuẩn tận cùng. Mày cho nó ở nông thôn thì nó vẫn ở nông thôn. Chỉ cần cho lên thành phố chơi một cái thôi thì con ấy nó chơi bạt mạng gấp nhiều lần con thành phố. Mày tưởng mày lấy ăn rau sạch à? Nó lên gặp nước bẩn nó mọc cưng à? Thế lấy con ở Sài Gòn nó chơi tan tành ấy thì còn đỡ. Các chị ạ? Cho nên nó gọi là Azure vì ý chí của chú. Và tao sẽ tận dụng cái đó, tao bán cho mày hết hàng cho mày không? Các chị ạ? Vậy thì chút xem nó không khó lắm đâu. Nhưng mà nó chỉ còn lại bắt dạy và không bắt dạy thôi. Tôi xin cảnh cáo các chị, cả bốn cái này nó đang ngự trị trong tim các bạn. Các bạn đừng có tính tướng thôi. Để toan đến thằng danh con 30 tuổi, tập 7 nó lên nó múa nó lừa ấy. Thế sợ. Sợ im thế. Hả? Và cách thứ năm, tôi sẽ làm cho bạn thay đổi niềm tin. Và đây là cách vất vả nhất. Nhưng cái khốn nạn khi các bạn đào được vàng, các bạn đào cực kỳ vất vả. Cho nên vàng nó đắt. Vì giá trị của một vật là do lao động chịu đựng kết tinh trong vật đó. Cho nên cái gì nó cũng có giá của nó. Và 31 sai lầm tí tôi nói. Thì sai lầm số 28 đó là 100% dân muốn có vàng mà không muốn đào. Mày chết mày rồi con ạ. À. Cái gì có giá của nó. Nhìn nhớ được là bây giờ vấn đề của bạn là bạn chọn giá nào thôi. Và nếu bạn chốt sale mà dựa trên nền tảng thứ năm thì bạn vừa có doanh số và doanh số có mãi mãi rồi. Vì bạn thay đổi được niềm tin người ta trên cơ sở ý thức cực mạnh của người ta. Thấy chưa? Đó. Đó là thuyết phục. Và đây là cái nó đè nặng nhất lên vai tôi. Tôi đi giảng thế này chính là tôi làm nghề thuyết phục. Tôi đang cố thay đổi niềm tin của các bạn. Và tôi thay đổi giỏi lắm được 5% lớp này. Thay đổi niềm tin của kẻ khác là một điều xóa não nó đi. Xong vẽ lại một đường trường sơn mới. Cho nên mấy thằng già não nó sâu quá rồi, xóa không nổi nữa. Thì dạy nữa cũng thừa. Mà các anh chị mới non mà các anh chị đã thành đường trường sơn đấy. Cho nên là các anh chị thấy tôi giảng tôi vất vả cực kỳ là để xóa đi và vẽ lại hình ảnh khác. Tôi thuyết phục các anh chị hành vi mà xuống tiền là đúng. Và khi các bạn thấy đúng thì nó nhân bội cả làng nhà các bạn. Và lúc đó thương hiệu của tôi bắt đầu. Vì cái đúng ấy nó vẽ vào não các anh chị. Chỉ duy nhất cách này mới làm được thương hiệu thôi. Trường Doanh Nhân PR.